Hi, xin chào các bạn nha. Xin mời các bạn đến với video tiếp theo của mình nha. Tại ngày hôm nay mình lại có mặt tại chợ phiên chợ Châu Bắc Hà nhé, Lào Cai, để quay chia sẻ cho mọi người cập nhật giá châu đến thời điểm hiện tại như thế nào nhé. Con này chủ đang đòi 23 này. Con này chủ đòi 23, chắc có muộn thì con trâu đẹp đấy, con ấy thì người ta cũng bán hết. Này cũng hơi muộn rồi, chỗ này có con này sừng khá đẹp, con trâu sừng cản trâu đen. Mọi người xem video của mình thấy hay hãy cho mình xin một nút like, như là đăng ký kênh để theo dõi những video mới mà mình đăng tải. Cái này to thế. Cái này khá là to. Một sừng rất là vững. Khá là to béo. Cặp này thì mẹ cũng to. Khu này là trâu, còn những con trâu cái. Đây, con này khá là to đẹp này. Gì rồi? Đây. Đến đó chơi chơi mình đến rồi. Hôm nay đặt con bò làm trò chơi à?
Đây, loại này nhìn sừng khá là đẹp nhé, sừng dài. Đây toàn là những con sâu to, châu đực to, châu đẹp. Đây, con này khá là đẹp. Con này sừng đẹp nhỉ, sừng to. Châu to, cao. Chân tay to. Ở đây là những toàn là những xe ở đâu đâu, đây là biển là 19 ấy. 19 không biết ở đâu đây. Mình không nhớ các biển số lắm. Vòng về nhà ăn giàu. Là gì mà? Con này to, sừng to. Thank you.
Một tiếng đi xe không? Xe có đi được không? Đi đến nhà em. Đi được mà, đi vào cái mảnh đường mà không đi được. Đi đâu đâu. Nhưng mà mấy cái chú kia sáng hôm nay, chiều qua mấy em về còn nó còn mắc lầy thì đi được. Nó đeo đi mà. Đi là xong rồi ra được một bia à? Không dắt được đâu. Ừ, phải đi thôi. Đi lên đi. Tàu sao cũng tốt mà. Con này bán bao nhiêu đấy mà? Con sạc thì phải gần 2 cây à. Chờ như con không ạ? Cầm mỗi người một con. Có lúc rồi mỗi người cầm 2-3 con. À, khu này là khu bò này, rất là nhiều bò này. Bò, ngựa. Châu đi. Bán hết châu chưa em? À, bán được mấy con rồi? 7 con á? Bây giờ còn mấy con nữa? À, còn 2 con. Ồ, mang nhiều châu thế. Thế bán châu để làm gì? Tiền đấy để làm gì? Còn được tiền. Bán 7 con trâu. Thế con này bán bao nhiêu tiền? Mua là sẽ cái chua là. Nhưng con này bán khoảng bao nhiêu tiền? Đời 35 triệu. Không ai giả đâu. 35 triệu không ai giả. Ờ, mình bán không được, mình lại mang về. Tuần sau mình lại mang ra bán tiếp. Yeah. Cái này đòi 35. Đây cô này vẫn còn một đôi, còn 2 con. Ừ, chỗ này có con trâu cải khá là đẹp. Đây chú dẫn con trâu trắng.
Mày cứ cắt đốt mày bên kia. Đây là những con đang nghẽ, 4 con. Con trâu được khá là to này. Cô cặp này mẹ con khá là đẹp này. Các bác Tây xem trâu. Ủa chỗ này con này sừng khá là đẹp này, sừng dài. Bạn này tôi lo khi chết vào bếp, bạn này đang tăng vào bếp nó khó quá, chết bạn này tôi chết từng nào. Đây là những con trâu đực to, toàn chứ trâu đực to. Con này rất là to cao này.
Sang bên này thì người ta dắt sang bên này, người ta đóng lên xe. Video của mình đến đây là kết thúc nhé. Mọi người xem video thấy hay hãy cho mình xin một nút like, đăng ký kênh để theo dõi video mới mà mình đăng tải. Xin chào và hẹn gặp lại. Đây họ đã đóng trâu lên xe. Hả? Có đông à? Có gió à?